Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Việt Anh Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi game đầu tiên. Đó trò chơi mang tên là là đô la thôi. Mình đoán số 2. Đoán số 3. Mình đoán là số 2. Mình chỉ đoán số 0. Hai đứa. Hơn rất nhiều. Đúng được. Thì bộ người gì đâu. Được rồi. Sẽ tiếp tục.
một cái miếng phím nữa. Số thứ nhất. Số thứ hai. Số thứ hai. Số thứ ba. Ây. Chưa, hôm nay chưa bao giờ gặp số như thế. Panasonic chiếc điện thoại bàn số 4. Móng vuốt dùng của trường trung học phổ thông số 3. 4 con dao là 6. 7 cũng tương tự. Và bây giờ mình sẽ chơi lần cuối cùng. Subscribe cho mình được không? Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.